Ở hàng xóm đang sang rồi, thôi chạy thôi chạy thôi. Cả nhà ơi, hôm nay gặp Lê Ngọc Thúy còn được tặng cả loa nữa, sao bây giờ còn được hát nữa. Hát có mất tiền không? Hát không mất tiền, anh hát đi. Rồi, okay. Đây. Em cầm mic cho anh hát, em cầm mic cho anh hát. Rồi. Thử hát có hay không nhé. Ok. Này hay thế nhỉ, cái loa bé tí mà. Hát xong ca luôn, anh hát đi. À rồi, thử nhé cả nhà nhé. Bây giờ anh thử một câu cho em nghe đây nè. Có bao giờ anh viết được phần thơ, trước mắt anh là trời xanh là biển rộng, đêm trăng lên nghe câu hò em hát, thương cha ra đồng ba con tẹp con cua, nuôi con lên người vai mẹ gầy khô, dòng sông lo chảy về dòng lắm, ngàn phố ngàn sâu như dòng chưa mẹ. Anh đưa em về khẽ bên tam xoa, ai ơi có về hồng lĩnh quê ta. Hoành sơn yên ngang, vượt qua ngàn bão tố, đồng lòng câu hò kẻ hồ quê ơi, anh thương em rồi tình ta chung đôi, ta đưa nhau về Hà Tĩnh quê sáng. Cả nhà hàng xóm sáng đông lắm, tôi không ăn nữa. Đông qua tí nữa là kín hết cả nhà đây. Đây. Hay thế. Hay không? Bao nhiêu tiền? Cái này là giá là 3.500.000. Mà bây giờ hôm nay gặp anh em giảm giá cho tất cả mọi người khi mua hàng là còn 1.530.000 thôi. Úi giời. Mua 2 loa còn 2.900.000 tại một hộp Đông Trùng Hà Thảo. Úi giời, còn được tặng cả Đông Trùng Hà Thảo. Mà loa hay như thế này mà sao bán rẻ thế? Bây giờ có anh em mới bán rẻ thôi chứ bình thường làm gì có giá rẻ như thế. Úi giời, cả nhà đi bán loa luôn để có 1.000.000 bằng hai con gà mà hát cả đời anh em thấy hay cỡ này nhá. Rồi, bây giờ rồi. Loa dàn, em hỏi cái dàn loa thùng của anh ở nhà có khi nào anh hát không? Có khi nào hát đâu, nhưng mà cái này thì mang đi hát rất là tiện nè. Rồi cả nhà, tuyệt vời quá đẹp rồi, còn có bằng 2 con gà tí nữa đưa đấy, nhưng mà đừng hát nữa, tí nữa hàng xóm kéo sang đông quá là mình lại phải biểu diễn ở đây. Ôi, hàng xóm đang sang rồi, thôi chạy